Xin chào các bạn Ở trên tay của mình đây là một số các cái mạch điện cực kỳ hữu ích Nhưng nó chỉ có giá khoảng mười mấy ngàn thôi Các bạn biết đây là những cái mạch gì không ạ? Đây chính là những cái mạch cảm biến hồng ngoại hay là mọi người gọi là cảm biến chuyển động ấy. Có nghĩa là khi mà nó có chuyển động xảy ra thì nó sẽ kích hoạt cái tín hiệu đầu ra để nó bật hoặc tắt hay là làm một cái gì đấy Thì các bạn nhìn thấy đây nó có nhiều dạng lắm Đây cái to này và cái nhỏ này thì với cái mã của con to này thì nó là SR501 các bạn nhé Con nhỏ này thì mã của nó là SR602 Còn cái con dài dài như này thì mã của nó là SR505 thì về cơ bản thì ba cái mạch này nó có chức năng là như nhau thôi với cái mạch to này thì nó thêm một số các cái điều chỉnh ví dụ chúng ta có thể là điều chỉnh cái độ trễ này điều chỉnh độ nhạy này và chúng ta có thể chọn cái chế độ lặp lại hay không lặp lại bằng cái răm như thế này thì với mỗi một cái mạch này thì cái quan trọng nhất nó chính là cái cảm biến này, Thì cảm biến nó nằm ở trong cái này. Các bạn rút cái này ra, đây là cái nắp nhựa nó bảo vệ này. Thì đây chính là cái mắt cảm biến này, cái Cảm biến hồng ngoại thì là chính là cái mắt này các bạn nhé. Và mắt này nó chỉ có 3 chân này, 1 2 3 chân này. Đấy cái mắt cảm biến này. Với cái này như thế này. Đây, chúng ta rút nó ra. Thì đây chính là cái mắt cảm biến này. Các bạn không nên làm cái cái mắt này nó bị bẩn thì dẫn đến cảm biến nó sẽ bị sai lệch. À, mắt này nó cũng chỉ có 3 chân thôi. Nhưng mà với cái mắt này này, đây là cái mắt này nó có tới 5 chân. Đây các bạn nhìn thấy ở dưới này, nó có 5 chân này. 3, 4, 5, 6 à. Ồ, 6 chân, cái mắt này là có 6 chân này. Thảo nào với cái mạch nhỏ nhỏ như này mà giá thành nó lại cao hơn so với hai cái mạch kia này. Đây các bạn nhìn thấy. Về cấu tạo thì nó như nhau, nhưng mà cái cái này nó nhiều chân hơn này về ba cái mắt cảm biến chuyển động này thì nó cũng đều có ba cái chân gồm có hai cái chân cấp nguồn VCC và GND trong đó là nguồn cấp cho cái mạch này là nguồn một chiều từ 4,5 cho tới 20V và một cái chân ao là chân xuất tín hiệu ra với cái điện áp xuất ra là 3,3V khi mà có tín hiệu chuyển động thì lập tức là nó sẽ xuất ra cái chân ao là 3,3V còn nếu như không có tín hiệu chuyển động thì cái chân ao này nó sẽ trở về không các bạn nhé. Với những cái mạch cảm biến hồng ngoại như này thì nó được ứng dụng rất rộng rãi trong thực tế. Ví dụ như là chúng ta có thể là bật tắt đèn khi mà có người đến gần hoặc là chúng ta có thể dùng làm báo động, báo trộm. Có nghĩa là khi mà có trộm đến thì nó sẽ hú còi ầm ĩ lên. Thì bây giờ mình sẽ lấy một cái mạch to này để cho các bạn xem về các cái tính năng của nó và cụ thể ở đây mình sẽ dùng cái tính năng là bật tắt đèn khi mà có người chuyển động đến. Thì để mà bật tắt được đèn thì do cái tín hiệu đầu ra nó chỉ có 3,3V và công suất rất thấp nên là chúng ta sẽ cần dùng một cái mạch gọi là cái mạch dơ le trung gian như thế này thì với cái mạch dây le trung gian như này thì bạn thấy là có cái nguồn cấp đầu vào này và một cái tín hiệu đầu vào này. thì các bạn lưu ý là với cái mạch cảm biến chuyển động này thì nó xuất tín hiệu đầu ra là dương 3,3V nên là cái mạch dây le trung gian các bạn cũng chọn với cái mạch nào mà có cái tín hiệu đầu vào là dương nguồn thì nó sẽ kích hoạt dây le. Thì các bạn có thể là chọn luôn cái mạch như ở trên tay của mình đây. Với cái mạch này thì các bạn có thể là chọn cái chế độ tín hiệu đầu vào, đó là tín hiệu cao hay là tín hiệu thấp bằng cách là các bạn sẽ chuyển cái râm này. Đấy, nếu mà các bạn để ở mức cao này thì cái tín hiệu đầu vào cao thì nó sẽ kích hoạt rơ le. Còn nếu chuyển sang cái râm ở cái mức độ thấp thì cái tín hiệu đầu vào thấp nó sẽ kích hoạt rơ le các bạn nhé Ok, về kết nối giữa hai cái mạch này thì các bạn xem trên cái sơ đồ trên màn hình nhá. Và chúng ta sẽ kết nối đúng như vậy. Đây, mình đã kết nối cái mạch cảm biến chuyển động cùng với cái dơ le trung gian và mình sẽ kết nối với cái bóng đèn để mình sẽ mô phỏng cái bật tắt đèn các bạn nhé. Đối với cái trường hợp mà các bạn lắp báo động bóc trộm ấy, thì các bạn chỉ cần thay bóng đèn này bằng một cái loa cái còi với cái điện áp tương thích là được rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cắm cái điện 220V này, mình cắm bằng cái dây cắm này vào. Rồi, đã cấp điện 220V nhé và đây mình sẽ cấp nguồn 5V nhé à, các bạn lưu ý với mình là với cái cảm biến chuyển động này cái đầu ra nó xuất là có 3,3V thôi nên cái dơ le trung gian đấy các bạn nên chọn cái loại mà tín hiệu đầu vào nó khoảng 5V thôi là ok còn nếu mà có chọn 12V thì có thể nó không kích hoạt được cái dơ le này đây cấp nguồn này. rồi mình đã cấp nguồn cho cái mạch này rồi thì ở đây mình sẽ test cho các bạn cái chế độ đầu tiên nó là cái chế độ chế độ H này chế độ 2 này có nghĩa là chế độ lặp lại này với cái chế độ lặp lại này thì chân đầu ra nó sẽ bằng không có nghĩa là tắt đèn khi mà hết thời gian trễ và hết chuyển động còn nếu mà hết thời gian trễ mà còn chuyển động thì nó vẫn chạy nhá ok mình sẽ test cho các bạn này đây là đang đang bật này đúng không bật này đấy thì là hết thời gian trễ mà hết chuyển động thì là nó sẽ tắt này rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn nhá có chuyển động này các bạn nhìn thấy không có chuyển động này đấy mà khi mà có chuyển động và hết thời gian trễ nó sẽ tự tắt này bây giờ mình sẽ test cái chế độ là có chuyển động mà hết thời gian trễ nhưng mà vẫn còn chuyển động thì nó bật liên tục. Các bạn nhìn thấy không? Thời gian trễ thì mình đang để rất ngắn nhá. nhưng mà chuyển động liên tục này. Các bạn nhìn thấy là nó vẫn sáng liên tục. và mình sẽ rút ra không cho chuyển động nữa này. Đấy, thì nó hết thời gian trễ là lập tức nó ngắt, nhưng mà khi mà có chuyển động này, đó, thì là lập tức nó cứ thế nó sẽ sáng. Thì đấy là với cái chế độ H này, còn đối với cái chế độ lâu này, cái cái là cái chế độ không lặp lại này. Với cái chế độ không lặp lại này thì khi mà có chuyển động nó sẽ sáng và nó sáng cho tới khi nào mà hết thời gian trễ thì nó sẽ tự ngắt. Cho dù là còn chuyển động hay không nhưng mà hết thời gian trễ nó sẽ tự ngắt nhé. Bây giờ mình thử này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Vẫn còn chuyển động nhưng mà nó sẽ tự tắt luôn. Nếu như các bạn muốn bật cái thời gian mà tín hiệu xuất ra nó lâu hơn thì các bạn sẽ chỉnh cái núm vặn này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn nhé. À, với cái núm vặn này thì sẽ chỉnh được thời gian từ 0,5 giây cho tới khoảng hơn 3 phút gì đấy. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh sang cái thời gian nó lâu hơn một chút này. Đấy, mình chỉnh xem cái lâu hơn một chút này. Thì khi mà hết chuyển động thì nó sẽ lâu nó mới tắt nhé. Bây giờ, mình sẽ cho chuyển động Đấy, bây giờ hết chuyển động rồi Và bây giờ chỉnh sang một chút nữa này. Đó, đây là nó bật lên. Nhưng mà rất lâu nó mới tắt này. Đấy, các bạn thấy không? nó thời gian nó sẽ trễ lâu hơn đúng không ạ? còn cái này là cái độ nhạy nhá nếu các bạn mà muốn nhạy nhiều thì các bạn vặn ngược sang trái. còn nhạy ít thì sẽ bạn vặn, vặn sang bên tay phải thì nó sẽ nhạy ít hơn. rồi thì đó là các cái chế độ của cái mạch cảm biến hồng ngoại này. À, với cái trường hợp mà khi mà chúng ta dùng với cái mục đích là bật tắt đèn đúng không ạ? Thì nếu như mà ban ngày mà có người đến chuyển động mà trời đã sáng rồi mà nó vẫn bật thì nó hơi lãng phí tiền điện. Do đó mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách đó là đối với ban ngày nếu có chuyển động nó cũng không bật. Chỉ có ban đêm có chuyển động nó mới bật. thế các bạn sẽ dùng cho mình một cái con cảm biến ánh sáng này. Cái con này nó cũng rẻ tiền thôi. Nó có khoảng 1-2 ngàn đồng thôi. Nó rẻ mà. Đối với cái mạch to này thì các bạn mở cái nắp chụp này ra. Thì các bạn sẽ hàn cái cảm biến ánh sáng này vào hai cái lỗ này. Đấy, hai cái lỗ này các bạn có thể đặt ở phía trước nếu mà đặt phía trước nó vướng cái chụp thì các bạn nên quay cái đầu nó đằng sau như này, các bạn hàn lên này. Đấy. Còn đối với hai cái con nhỏ nhỏ như thế này, hai cái cảm biến hồng ngoại nhỏ như thế này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cũng sẽ dùng cái cảm biến ánh sáng này, các bạn sẽ hàn vào một chân đầu ra là chân ao. Đây, ví dụ như chân ao là cái chân bên tay phải này. Đấy. Một cái chân cảm biến ánh sáng vào cái chân ao và một cái chân còn lại sẽ vào cái chân âm của nguồn các bạn nhé đây ví dụ như đây 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 mình sẽ hàn đúng như này thì nó sẽ thì khi mà có ánh sáng ban ngày ấy, thì nó sẽ không kích hoạt cái chân ao ra nữa ok mình đã hàn cái cảm biến ánh sáng này vào mạch rồi các bạn nhé thì các bạn thấy là bây giờ nó đang sáng này thì cho dù có chuyển động kiểu gì nó cũng không kích hoạt lên mặc dù là mình đang chuyển ở cái chế độ độ nhạy cao nhất này, và cái thời gian kích hoạt là ít nhất để mục đích là nó nhanh chóng kích hoạt cái mạch này thế bây giờ mình sẽ tắt cái đèn chiếu sáng này đi tắt đèn chiếu sáng này đi thì các bạn thấy là bây giờ cái ánh sáng nó vẫn còn uh, dẫn đến là có chuyển động thì nó cũng sẽ uh, không kích hoạt cái đèn cho chúng ta. Đấy. Và bây giờ mình sẽ che cái mặt cảm biến này giống như là buổi tối đấy. Đây mình che đi này. và bắt đầu có chuyển động này. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ tự động kích hoạt lên. Đấy thì với cái cách này thì uh, các bạn thấy là khi mà ban ngày uh, cho dù có chuyển động của con người thì nó cũng sẽ không bật đèn lên để tiết kiệm điện cho chúng ta. À, còn đối với ban đêm thì khi có chuyển động của con người thì lập tức là nó sẽ bật đèn lên cho chúng ta Đấy, có chuyển động cái thì là nó sẽ kích hoạt đèn đúng không ạ còn bỏ ra này ban ngày này thì là cơ dù có chuyển động nó sẽ không bật lên nữa Ok, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một số cái mạch cảm biến chuyển động cực kỳ hữu ích và cũng hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách đấu nối như thế nào rồi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.